Long An đang tập trung thu hút đầu tư tất cả lĩnh vực góp phần giúp cho địa phương trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả và bền vững của khu vực phía Nam, dựa trên công nghiệp xanh, tự động hóa, nông nghiệp sạch, giá trị gia tăng cao và dịch vụ logistics và du lịch sinh thái thực hiện mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2025 tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về kinh tế ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Long An đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra nhiều quỹ đất sạch với giá cả cạnh tranh, đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa trong việc đầu tư hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Đồng thời Long An cũng đang tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp để kịp thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thị trường lao động tỉnh. Để đảm bảo được cái môi trường đầu tư tại tỉnh Long An được ổn định thì hiện nay tỉnh Long An cũng đang xây dựng một cái đề án gọi là đào tạo nguồn lao động chất lượng cao gắn với nhà ở xã hội và gắn với giải quyết việc làm. Đây là một cái đề án tỉnh Long An chúng tôi đánh giá là rất là thực tế trong điều kiện hiện nay. Bởi vì hiện nay khi các nhà đầu tư đến với Long An thì cái thiếu hụt lớn nhất của chúng tôi đó là nguồn lao động chất lượng cao. Cái thứ hai nữa là Chúng tôi không đủ cái những cái nhà ở xã hội để cung cấp cho cái người lao động cũng như là đội ngũ chuyên gia từ nơi khác đến. Do đó cái đề án này chúng tôi hiện nay đang xây dựng. Ngoài ra, năm 2023, công tác cải thiện hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư tiếp tục được Long An thực hiện thông qua tổ chức tiếp xúc với các tập đoàn kinh tế mạnh trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư, quan tâm thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng đất hiệu quả.